Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Bồ Tát Địa Tạng. Con tên Hoàng Thụy Thuần, pháp danh Diệu Hòa. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết về những sự không thể nghị bàn của Đại Thánh Địa Tạng, khiến con sinh tâm cảm động, một lòng một dạ đối trước Ngài xin được phát lời nguyện này. Từ hôm nay đến tận cùng đời vị lai nhận đến ngày thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy nương tượng Ngài. Từ hôm nay đến tận cùng đời vị lai nhận đến ngày thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyến dụ, khiến cho tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài. Đại Thánh Địa Tạng, ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ đại bi thương xót, chứng minh cho sự quy và lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, úi xin Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con, cùng tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi sẽ mau chóng thoát ly sinh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 9 xưng danh hiệu chư Phật. Khi bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin vì chúng sinh đời này đời sau mà nói rõ ràng các sự lợi ích, khiến cho mọi họ trong vòng sinh tử được lợi ích lớn. Xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Nay ông muốn khởi tâm từ cứu vớt thay hết thảy chúng sinh trong sống đường khổ, nay chính là lúc ông nên nói đi. Nếu ông sớm lòng làm xong bản nguyện đó đúng hay bây giờ tốt nhập niết bàn, cũng không còn phải lo đến chúng sinh đời này đời sau. Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng số kiếp về thuở xa xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, xin lòng tạ cung kính, liền được siêu thoát tội nặng sinh tử trong 40 kiếp. Huống lại còn tô đắp hình vẽ tán thán cúng dường thì được, thì người ấy được vô biên phúc đức. Tại hàng hà xa về kiếp xa xưa cũng có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, lòng sẽ trong khoảng giây phút phát tăng quy thì người ấy tu đến ngôi vô thượng, không bao giờ còn bị lưu chuyển. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây thoát ba lô tay thì người này sẽ được nghìn lần sinh lên cõi trời lực dục, uống lại dốc nồng sinh niệm danh hiệu. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hóng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, lòng tạm cung kính trong khoảng giây phút thì được, thì sẽ được vô lượng vô biên, thì sẽ được vô lượng vô biên, thì sẽ được vô lượng chư Phật xoa đầu tụ ký. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu có người nam hay người nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, dốc lòng chiêm lễ tán thán thì nơi pháp hội ở đời hiển kiếp của nghìn Đức Phật, người ấy sẽ được làm đại phạm phước và được thụ ký vào ngôi vô thượng. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nam hay người nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, chẳng cộng
chẳng còn phải sa đọa vào đường ác nữa, thường được sinh ở cõi trời, cõi người hưởng thụ những sự vui vẻ. Lại lời sơ của Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, nhất định chẳng còn đọa vào đường ác, thường được sinh ở cõi trời, hưởng thụ những sự vui vẻ vô cùng. Lại lời sơ của Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, thì người ấy chẳng mau đâu được chứng quả A-la-hán. Lại đời sơ của Đức Phật ra đời hiệu là cả Sa Chàng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, thì người này sẽ được siêu thoát tội nặng sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại đời sơ của Đức Phật ra đời hiệu là Bảo, hiệu là Đại Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, thì người này sẽ được gặp Hà Sa Như Phật nói pháp rộng trong nghe rồi tất được thành đạo Bồ Đề. Lại đời sơ Đức Phật ra đời hiệu là Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thành Thị Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật. Còn có chư Phật Thế Tôn như thế nhiều không kể xiết. Tất cả chúng sinh đời này hay là đời sau, nếu niệm được một danh hiệu Phật thì đã được vô biên phúc đức, vô biên công đức. Huống chi là niệm nhiều danh hiệu Phật thì chúng sinh ấy lúc sinh lúc tử được lợi ích lớn, không còn đọa vào đường ác nữa. Nếu có người nào khi sắp bệnh chung tất cả hay chỉ một người, vì người ốm đó cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật, khi người ốm chết trừ tội vô gián các nghiệp báo tăng đều tiếp diệt cả tội vô gián kia, tuy rất nặng nề trải qua kiếp nhưng lúc tâm chung người tha vì mình niệm danh hiệu Phật thì những tội nặng cũng dần tiêu diệt. Huống chi chúng sinh tự mình xưng niệm danh hiệu chư Phật thì được vô lượng vô biên phúc báo, diệt vô lượng tội. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện hết quyển chung. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô.